xin có Minh Tần nhá anh em nhá. Nó đã thay đổi tương đối cho nên mình phải làm thế nào để các cái sóng nhiễu này nó không bị quá nhiều như này. Để với cái mức nạp cấp đang có chưa đến 1 mini ohm, mini volt. À khoảng 285 mini volt. Cái loa